Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương Giáo án Cao cấp Phật học. Tác giả Pháp sư Thích Từ Thông. Viết tại Thao Hối Am, Phật lịch năm 2539, Dương lịch năm 1995. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999. Băng 1. Duyên khởi tự. Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một bộ kinh được lưu truyền sâu rộng ở các nước Phật giáo theo hệ tư tưởng Đại thừa. Ở Trung Quốc, vào đời Diêu Tần, khoảng cuối thế kỷ thứ ba, Ngài Cư Ma La Thập, một nhà sư người Ấn, dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn với nhan đề Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sư Quách Hoàng, sư Trúc Pháp Hộ, dịch nhan đề là Chánh Pháp Hoa Kinh. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, những nước cùng một khuynh hướng ái mộ tư tưởng Đại Thừa, đều tôn trọng bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập. Ở Việt Nam, khắp Tòng Lâm Tự Viện, Am Thất, chỗ nào không có Kinh Pháp Hoa, gần như chỗ đó được xem như thiếu Phật. Xem thế, đủ biết diệu lực của Kinh Pháp Hoa. Đức tin của người Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa thâm hậu biết chừng nào. Ở Việt Nam ta, có hai bản dịch từ Hán Văn ra Việt Văn sớm nhất. Bản dịch của ông Đoàn Trung Còn, xuất bản vào năm 1936. Bản dịch này ở vào thời đại, bấy giờ Kinh Pháp Hoa chưa được phổ biến nhiều. Đến năm 1948, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ra đời, do Liên Hải Phật Học Đường xuất bản. Có lẽ do thiên thời địa lợi nhân hòa, vì mầm chấn hưng Phật giáo được manh nha từ thời điểm ấy, cho nên bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh được phổ biến rộng, tái bản nhiều lần và truyền bá, thọ trì, đọc tụng hầu khắp tự viện Tòng Lâm cho đến ngày nay. Vấn đề vì sao đồng bào Phật tử ham tụng Kinh Pháp Hoa, có sự linh nghiệm cảm ứng thế nào, tôi xin phép miễn bàn về mặt đó. Riêng tôi xin dâng hết tâm thành lên Đức Phật mà khẳng định rằng tụng kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là đọc kinh cốt để tìm hiểu giáo lý Đức Phật muốn dạy gì cho mình. Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, người có chủng tánh đại thừa có được ít nhiều tuệ nhãn, nhìn vào như nhìn hạt ngọc kim cương, tùy góc đứng khác nhau mà ngọc kim cương ảnh hiện màu sắc khác nhau, nhưng màu sắc nào cũng đều rực rỡ. Tùy khả năng tư duy tu của hành giả mà nhận thức cái diệu nghĩa của kinh một khác. Bởi lẽ đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa xuất hiện ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đến nay đã ngót 2000 năm mà sức sống ngày càng mạnh và rộng. Các tiền bối trong Phật giáo đã đầu tư trí tuệ ra sức phát huy cái diệu nghĩa, huyền nghĩa, thông nghĩa, mật nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà hình như chưa có vị nào có thể cho là mình bằng lòng trọn vẹn. Bởi kinh Pháp Hoa là kinh duy hữu Phật giữ Phật nải năng tri chi, chỉ có Phật với Phật mới hiểu hết diệu lý của kinh. Tuy nhiên, mỗi ngài đều có cái tâm đắc, cái tuệ nhãn riêng để nhận thức tương đương với sự thâm ngộ và thể nhập của mình. Mỗi ngài viết ra thành tác phẩm, giữ lại thành tài liệu nhằm ghi lại cái kết quả đó. Còn vấn đề đem lại lợi lạc ít hay nhiều cho tâm tín đồ Phật giáo thì còn tùy thuộc nhân duyên, căn cơ và chủng tánh nữa. Nhìn lịch sử nghiên cứu, sớ thích giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã thấy trong quá khứ Pháp Hoa Văn Cú của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Pháp Hoa Nghĩa Sớ của Sa Môn Cát Tạng, Pháp Hoa Du Ý của Ngài Khuy Cơ, Pháp Hoa Huyền Tán của Ngài Nguyên Hiểu, Pháp Hoa Tông Yếu của Ngài Minh Chánh, Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Cư Sĩ Chánh Trí và Sinh Tiền, Pháp Hoa Cương Yếu của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Nhìn chung sự nhận thức và triển khai của các ngài, mỗi người mỗi vẻ,
vẻ nào cũng có cái hay, cái diệu riêng của nó. Tôi, một hậu học, là một bần tăng cô lậu, có chút ít quá trình lạm dụng bút nghiêng, vận dụng cái vốn của những bậc thầy tôn kính của tôi, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hòa, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa, vân vân, đã dày công uốn nắn giáo dục tôi và truyền thọ cho tôi phần gia bảo vô giá mà các ngài đã thừa kế sự nghiệp Như Lai để lại. Tâm đắc nguồn tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa trát tuyệt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, theo sở ngộ của mình, tôi viết ra những tinh hoa thâm nghĩa ở sau mỗi phẩm của kinh văn đã được tóm lược và đặt cho giáo án này cái nhan đề Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương, gọi là giáo án hay giáo trình cũng vậy. Vì những kinh luận tôi biên soạn để triển khai giảng dạy cho những người hậu học, chứ không nhằm phục vụ cho tụng đọc, cho nguyện cầu để được phước. Bởi vì theo lời Phật dạy, người được phước phải là người chế ngự được những thói hư tật xấu, những bất thiện nghiệp của thân, khẩu, ý của mình. Ngoài lý tưởng thiêng liêng đó, tôi hy vọng đền đáp phần nào công ơn của những bậc thầy tôn kính của tôi đã lao tâm khổ trí đào tạo ra tôi. Tôi xúc động bùi ngùi khi ôn lại lời nhắc nhở thiết tha của Tổ Quy Sơn. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phò trì, trụ chỉ oai nghi, tiền thị tăng trung pháp khí. Khởi bất kiến, ỷ tòng chi cát, thường tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Có nghĩa là, nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thẳng bên kia bờ giác, thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai. Đó là cách trả ơn cho Phật Tổ. Này giờ không nên bỏ luống, phải sử dụng nó trong việc rèn luyện thân tâm, khi đi cũng như lúc ở, sống đúng oai nghi, để làm kho tàng đựng pháp trong chư tăng. Há chẳng thấy dây sắn nương quấn cội tòng, nhờ có thắng duyên mà lên cao được đó sao? Âm vang của Tổ dục giả tôi tinh tấn, làm cái việc tuy nhẹ bỏng mà đòi hỏi nội lực khá nặng nề này. Viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất, mùa xuân năm Giáp Tý 1984 dương lịch. Pháp sư Thích Từ Thông kính đề. Phàm lệ: đọc Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương, kính mong độc giả lưu ý hai điểm sau đây. Một, phần nguyên văn kinh được in chữ đứng, đó là phần dịch lược từ kinh Hán tự ra Việt văn. Hai, phần thâm nghĩa in chữ nghiêng để cho dễ phân biệt. Phần này do bỉ nhân tôi đóng góp viết ra những điều tâm đắc bằng kiến giải của riêng mình. Hy vọng phần thâm nghĩa sẽ giúp cho độc giả manh mối để tư duy, gợi trí, nhận xét trong tiến trình tìm hiểu, học tu theo con đường Phật. Mấy lời kính cáo, mong độc giả lưu tâm. Pháp sư Thích Từ Thông cẩn bạch. Tiểu dẫn: bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường được gọi với cái tên giản lược là kinh Pháp Hoa, để phân biệt với các kinh thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa, gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa, đề kinh được cấu tạo theo thể cách pháp và dụ. Diệu pháp ám tỉ cho cái tri kiến Phật nhiệm màu vốn có của tất cả chúng sanh mà mọi người thường không hay không biết. Cái tri kiến Phật ấy, lúc thành Phật, không phải nó mới sanh ra. Lúc còn là phàm phu, nó tiềm tàng ẩn mật mà không hề sút giảm hao bớt tí nào. Trên bình diện tri kiến Phật, chúng sanh và Phật không hề có sự hơn kém thấp cao.
với Phật nhãn, nhìn qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật, thì tâm, Phật và chúng sanh, dù tên gọi có ba, mà thực chất không có phạm trù đơn vị riêng rẽ. Cái ví dụ liên hoa, Đức Phật vận dụng để chỉ bày một cách kín đáo về Phật chất, về khả năng thành Phật của mọi người, rằng hoa sen nở toàn diện, hoa sen nở 70-80%, hoa sen vừa trồi lên khỏi nước, hoa sen đang trong nước, cho đến hoa sen còn lủi dưới bùn. Dù mức độ lớn nhỏ khác nhau, thời gian sinh trưởng không đồng, mà cái tánh đặc thù của hoa thì y nhau không hề sai khác. Gương hạt ở ngay trong cánh nhụy, và cánh nhụy bao trùm lấy gương hạt. Mượn đức tánh này, Đức Phật giới thiệu cho mọi chúng sanh biết rằng trong cái nhân phàm phu của các vị còn có cái quả Phật chất ở ngay trong các vị. Các vị chớ có khinh mình. Hoa sen từ bùn nhơ nước đục mà ngoi lên, nhưng không vì nước đục bùn nhơ mà khiến cho hoa sen phai nhạt sắc hương thanh thoát của nó. Với đặc tánh đó, Đức Phật chỉ dạy: hỡi tất cả chúng sanh, các vị hãy vươn lên, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các vị hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thành Phật, dù các vị đang ở trong hoàn cảnh ngũ trược ác thế của cõi nước đục ta bà. Phật chỉ là một hoa sen nở trước, nở toàn diện, hiển bày cánh, nhụy, gương, hạt một cách viên mãn vậy thôi. Phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều là sen tất cả. Tất cả chúng sanh không nên tự khinh mình. Trong các vị, ai ai cũng đều sẵn có tri kiến Phật. Cái đại sự nhân duyên xuất thế của Như Lai nhằm giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh, chỉ rõ tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình, động viên chúng sanh sống đúng và sống hợp với tri kiến Phật mà mình vốn có. Do vậy, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, và tư tưởng thuần viên độc diệu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn ta với âm giọng hải triều tuyên bố, tất cả chúng sanh đã thành Phật. Pháp Sư Từ Thông Khể Thủ. Phẩm 1. Tựa. Phần Kinh Văn. Kinh này tôi nghe, một lúc nọ Đức Phật trụ ở núi Kỳ Xà Quật, cùng với số chúng tụ họp xung quanh Phật rất đông, gồm đủ các thành phần. Tỳ kheo đắc quả A-la-hán 12.000 người, bậc hữu học và vô học 2.000 người, tỳ kheo ni 6.000 người, Bồ-Tát 80.000 người, trời đế thích và quyến thuộc 20.000 người, tứ đại thiên vương và quyến thuộc 10.000 người, trời tự tại và đại tự tại cùng quyến thuộc 30.000 người, phạm thiên vương và quyến thuộc 12.000 người, 8 vị Long Vương và quyến thuộc, A-tu-la Vương và quyến thuộc, Ca-lầu-la Vương và quyến thuộc nhiều trăm ngàn người. Có vua A-xà-thế, con bà Di-đề-hi cùng quyến thuộc tùy tùng câu hội. Đại chúng đều đảnh lễ cúng dường tán thán Phật, rồi lui ngồi qua một phía. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì chư Đại Bồ-Tát nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Chư thiên vui mừng rải thiên hoa cúng dường Phật, hàng nhân thiên tán thán, chắp tay một lòng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Lúc bấy giờ, từ tướng lông trắng chặn giữa đôi mày Phật, phóng ra ánh hào quang chiếu khắp 108.000 thế giới ở phương đông. Trên từ cõi sắc cứu cánh, dưới suốt ngục A Tỳ, chúng sanh trong sáu đường đều thấy rõ lẫn nhau. Lại thấy chư Phật ở các quốc độ đang nói pháp và được nghe pháp của các Phật rõ ràng. Cũng thấy các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ tu hành đắc đạo,
thấy các Bồ Tát thực hành lục độ trong việc tự lợi lợi tha, tinh tấn trên đường Bồ Đề. Lại thấy có Đức Phật nhập Niết Bàn, có nơi xây dựng tháp tôn thờ Xá Lợi. Bồ Tát Di Lặc và đại chúng đều lấy làm lạ trước điềm lành này. Thay mặt cho tất cả Bồ Tát, Ngài Di Lặc cầu xin Đại Trí Văn Thù là bậc xuất chúng giải thích cho đại chúng về những sự kiện trên. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giải đáp rằng: theo chỗ tôi biết thì Thế Tôn nói pháp lớn, tuôn mưa pháp lớn, thổi còi pháp lớn. Bồ Tát Văn Thù nói tiếp: tôi từng ở trong vô lượng Phật quá khứ, đã thấy điềm lành này. Chư Phật phóng hào quang như thế, sau đó liền nói pháp lớn. Cho nên tôi biết chắc rằng, hôm nay Phật vì muốn cho chúng sanh được nghe biết pháp nhiệm màu, mà tất cả người đời khó tin, cho nên hiện ra điềm lành ấy. Bồ Tát Văn Thù kể tiếp: cách vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đủ 10 đức hiệu, diễn nói chánh pháp. Ban đầu, chặn giữa và rốt sau đều lành, nghĩa lý sâu xa, trước sau không mâu thuẫn, thuần nhất không tạp. Phật vì người thanh văn thừa, nói pháp tứ đế, cầu ra khỏi sanh già bệnh chết, được cứu cánh Niết Bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác, nói pháp thập nhị nhân duyên. Vì hàng Bồ Tát nói pháp lục ba la mật, khiến cho chứng quả vô thượng Bồ Đề, thành tựu nhất thiết chủng trí. Kế tiếp có 20.000 Đức Phật cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh và cùng một họ Phả La Đọa. Pháp của tất cả chư Phật nói ra, ban đầu, chặn giữa và rốt sau đều lành. Đức Phật rốt sau vốn là một nhà vua. Lúc chưa xuất gia, có 8 vị vương tử, tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bảo Ý, Tăng Ý, Trừ Nghi Ý, Hướng Ý và Pháp Ý. Nghe vua cha xuất gia tu hành thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ đều bỏ ngôi, xuất gia theo. Thuở đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như Đức Phật Thích Ca hiện nay nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói xong, bèn nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không động. Hàng chư thiên hân hoan rải hoa cúng dường, đại chúng vui mừng chắp tay nhìn Phật với tất cả lòng kính mộ. Lúc bấy giờ, từ tướng lông trắng chặn giữa đôi mày, Như Lai phóng ra ánh hào quang so suốt 18.000 thế giới ở phương Đông, y như điềm lành hiện nay mà đại chúng cùng đang thấy. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai từ chánh định dậy, vì Bồ Tát Diệu Quang và 800 đệ tử mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Trải 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm không động, không mỏi mệt, và xem thời gian ấy mau chừng như trong một bữa ăn. Sau 60 tiểu kiếp nói kinh trước chúng hội Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Long, Ma Phạm, Nhơn, Phi Nhơn, Đức Phật Nguyệt Đăng Minh tuyên bố: hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Trước khi vào Niết Bàn, Phật thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng trước đại chúng rằng: Đức Tạng Bồ Tát này sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Thọ ký xong, đúng như lời tuyên bố, Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn vào lúc nửa đêm. Sau Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải 80 tiểu kiếp, vì người diễn nói và dạy bảo cho 8 vị vương tử ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả 8 vị lần lượt đều thành Phật, và vị Phật chót hiệu là Nhiên Đăng. Trong 800 đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang, có một người tên là Cầu Danh. Sở dĩ người này có cái tên ấy là vì còn tham ưa danh lợi, tuy có đọc tụng kinh điển nhiều
mà không thuộc rằng. Dù vậy, đó cũng là một căn lành đã từng gieo giống Phật trong vô lượng ngàn muôn ức kiếp. Sau khi kể lại câu chuyện trên, Bồ Tát Văn Thù kết luận, Bồ Tát Diệu Quang lúc đó đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn cầu danh Bồ Tát lúc đó, nay chính là Di Lặc Ngài đấy. Hôm nay, Đức Phật Thích Ca phóng quang, hiện điềm giống hệt xưa kia, tôi nghĩ là Đức Phật cũng sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Thâm nghĩa. Học kinh Phật, các tiền bối thường hay quan tâm đoạn mở đầu. Các ngài cho rằng, ở phần thông tựa, phải có đủ những yếu tố lục chủng thành tựu thì mới được xem là chánh thống kinh Phật nói. Thí dụ, kinh Pháp Hoa này, tôi nghe một thời nọ, Đức Phật trụ tại Linh Thứ Sơn, cùng với số tăng ni đại chúng cả thảy có bao nhiêu ngàn người. Lục chủng thành tựu hay lục trùng chứng tính, tên gọi khác nhau, nhưng tiền bối quan niệm, kinh Phật nói thì phải hội đủ những điều như thế. Thật lý mà suy, muốn thành tựu việc gì cần phải hội đủ yếu tố của việc đó. Điều đó là tất nhiên, nhưng nếu là kẻ gian, họ đem lục chủng thành tựu, thay đổi cái địa danh na ná, phịa ra tên kinh mới, cùng với một số đại chúng tương tự, cho vào phần đầu, cái quyển kinh sách giỏm của họ. Điều đó nếu người ta muốn làm thì chẳng khó khăn gì. Vì vậy đọc kinh điển Phật, với tôi, vấn đề văn nhi tư, tư nhi tu mới đem lại cho người Phật tử cái trí tuệ đích thực của chính mình. Trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật vì các hàng Bồ Tát nói kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Việc làm này của Phật có dụng ý sâu xa, có nghĩa là muốn học hiểu kinh Pháp Hoa phải chuẩn bị tư tưởng qua kinh Vô Lượng Nghĩa. Nói cách khác, có ý thức trong sự tiếp thu tốt về chân lý thuần viên độc diệu đệ nhất nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Vô Lượng Nghĩa, nhưng không được hiểu rằng kinh này có nhiều nghĩa, hiểu thế là sai. Vô lượng nghĩa ở đây phải hiểu là không cắt nghĩa được, cắt nghĩa kiểu nào, ngôn từ khéo léo đến đâu, nói hoài nói mãi, nói vô lượng ngữ ngôn, thậm chí vô lượng kiếp số, cũng không diễn đạt thấu đáo được cái chân lý của ý kinh Phật dạy, ngoại trừ người thể nhập. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, cốc nước đó nóng hay lạnh, chỉ có người được uống mới biết cái chừng độ của nó. Người đệ tử Phật phải hiểu vô lượng nghĩa qua tinh thần tu học đó. Sau đây, lời Phật dạy cho Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và các Bồ Tát phải tu học về giáo lý vô lượng nghĩa của Đại Thừa. Phật bảo, này Đại Trang Nghiêm, Bồ Tát muốn tu học pháp môn vô lượng nghĩa thì phải nên quán sát. Hết thảy các pháp, từ trước đến nay, tánh tướng thường rỗng rang vắng lặng, thanh tịnh bản nhiên, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn, không ra không vào, không lùi không tiến. Ví như hư không, không có cái hai. Chỉ vì chúng sanh hoành chấp, chấp lấy cái giả dối, rồi cho là cái này cái kia, là được là mất, khởi ra tâm niệm không lành, tạo mọi điều ác nghiệp. Do vậy mà loanh quanh trong sáu nẻo, chịu mọi sự khổ đau vô lượng ức kiếp, mà không tự biết để tìm lấy lối ra. Này Đại Trang Nghiêm, tu học vô lượng nghĩa, Bồ Tát phải quán chiếu tư duy. Pháp tướng như vậy, nó sanh như vậy. Pháp tướng như vậy, nó trụ như vậy. Pháp tướng như vậy, nó dị như vậy. Pháp tướng như vậy, nó diệt như vậy. Pháp tướng như vậy, nó sanh ác pháp. Pháp tướng như vậy, nó sanh thiện pháp. Pháp trụ, dị, diệt cũng sanh thiện pháp và ác pháp như vậy. Tóm lại, tu học vô lượng nghĩa là tu học cách quán chiếu thật tướng các pháp,
tu học nhận thức về cái tự tánh như thị, thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, cho đến khi tự mình thể nhập cái chân lý thật tướng vô tướng, vô tướng bất tướng. Thật tướng của vạn pháp là không, mà ý niệm không cũng không lưu giữ. Bồ Tát tu học Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng để tiếp thọ tư tưởng duy nhất Phật Thừa Vô Hữu Dư Thừa, nhược nhì nhược tam của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chỉ có một Phật Thừa duy nhất, không có thừa nào khác để gọi là hai hoặc ba. Với giáo lý vô thượng thầm thâm vi diệu đó, nên kinh Vô Lượng Nghĩa và kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thứ chân lý duy hữu Phật giữ Phật nải năng tri chi. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ nguồn giáo lý đó. Xét cho cùng thì Như Lai thường trụ trong chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, chứ không phải chỉ có cơ hội sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa Như Lai mới nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ. Thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp, Như Lai lúc nào chẳng có. Tướng lông trắng giữa đôi mày Phật là một tướng trong 32 tướng của Phật. Còn ánh sáng thông thường người ta gọi là hào quang của Phật. Hào quang có phóng hay không phóng là một vấn đề khác, cần phải học và hiểu kỹ về Phật thì người đệ tử Phật mới tránh được bệnh chấp ảo tưởng hoang đường. Nội dung kinh Pháp Hoa về việc phóng ánh sáng, người đời thường linh thiên hóa bằng cái từ hào quang. Trước sau Đức Phật sử dụng ba lần khác nhau để nói lên công dụng khác nhau về giáo lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho Pháp Hoa Hải Hội từng lúc khác nhau. Ở phẩm tựa này, Đức Phật chỉ phóng ánh sáng từ điểm lông trắng chặn giữa đôi mày, chỗ huyệt ấn đường, soi sáng khắp 18,000 thế giới chư Phật ở phương Đông. Đại chúng xem thấy rõ việc làm của Phật trong sự nghiệp giáo hóa, thuyết pháp độ sanh. Thấy rõ các chúng thanh văn tinh tấn tu hành với pháp tứ đế. Thấy các Bồ Tát đang thực thi lục độ trên đường tự lợi lợi tha. Thấy rõ có Đức Phật đang chuyển pháp luân, có Đức Phật đang nhập niết bàn, có nơi trà tỳ thâu xá lợi. Trên từ trời sắc hữu cánh nhìn thấu suốt địa ngục A Tỳ, lục đạo chúng sanh thông đồng trông thấy lẫn nhau. Một điểm hào quang tức là một chút trí tuệ Phật mà khiến cho mọi người trong đại chúng có khả năng nhìn những sự việc trong 18,000 thế giới, vừa thấy vừa nghe như cận kề trước mắt. Sự kiện này nhằm dạy cho toàn thể Pháp Hoa Hải Hội về trí tuệ Phật, về tri kiến Như Lai, rằng khi con người đủ khả năng sử dụng trí tuệ Phật, tri kiến Như Lai thì 18,000 thế giới cũng chẳng có gì ngăn sông cách núi. Phóng hào quang lần hai, Đức Phật sử dụng hai điểm, một ở tướng Bạch Hào và một ở tướng Vô Kiến Đảnh. Hai điểm hợp lại khiến cho đại chúng trông thấy thế giới chư Phật nhiều như số cát 42 sông Hằng. Phóng quang lần ba, ánh sáng phát ra từng lỗ chân lông Phật, toàn thể Pháp Hoa Hải Hội trông thấy pháp giới nhất chân, cõi nước trong mười phương không còn ranh giới nữa. Thế cho nên giáo lý chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng cũng được hiểu ở nơi sự kiện phóng quang này. Xin đọc thêm kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương cùng một biên dịch giả. Để chứng minh sáng tỏ ý nghĩa đó, ta hãy đọc đoạn văn trùng tụng này: Ngã kiến đăng minh Phật, bổn quang thụy như thử, dĩ thị tri kiến Phật, dục thuyết Pháp Hoa Kinh, kim tướng như bổn thoại, thị chư Phật phương tiện, kim Phật phóng quang minh, trợ pháp thật tướng nghĩa. Có nghĩa là, xưa kia tôi thấy Phật đăng minh, phóng hào quang giống như hiện giờ. Vì vậy tôi biết hiện nay Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Điềm hôm nay y hệt điềm xưa, đó là phương tiện của chư Phật. Nay Phật phóng hào quang, nhằm hỗ trợ cho sự diễn bày thật tướng,
Vậy, nói đến hào quang, phải hiểu là trí tuệ Phật. Tùy trường hợp sử dụng trí tuệ ít hay nhiều, toàn diện hay chưa toàn diện, và tầm nhận thức chân lý, nhận thức thế giới rộng hẹp khác nhau. Sự thông đồng giữa 1.800.000 thế giới của chư Phật và lục đạo chúng sanh, nên triết lý một tâm đủ 10 pháp giới của đạo Phật được Phật khai thị một cách kín đáo qua sự kiện phóng quang này. Bồ Tát Di Lặc không biết duyên cớ của sự hiện điềm, thay mặt đại chúng hỏi để tìm hiểu duyên cớ. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thì giải đáp một cách tận tường khúc chiết. Kinh nêu ra sự kiện này nhằm dạy cho người đệ tử Phật ghi nhớ và quan tâm vấn đề nhân quả và vấn đề chủng tử trong quá trình tu học ở thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xa xưa. Đại Trí Văn Thù ngày nay là Bồ Tát Diệu Quang thời đó. Ở thời kỳ Bồ Tát Diệu Quang dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho 800 đệ tử vững bước tiến tu trên đường Bồ Đề, thì Di Lặc lúc bấy giờ mang biệt hiệu là Bồ Tát Cầu Danh, thường biến trễ trên đường tu học. Gieo hạt giống trí tuệ sâu sẽ thành cái quả đại trí, trồng cái nhân biến trễ, kết quả chỉ là từ thị Di Lặc vậy thôi. Giáo lý của kinh Pháp Hoa thuộc về pháp lớn, thứ pháp chỉ để dạy cho những người có chủng tánh đại thừa, khác với giáo lý dạy cho những hàng căn tánh tiểu thừa. Phật nói kinh Pháp Hoa là tuôn mưa pháp lớn, thổi còi pháp lớn, đánh trống pháp lớn, thứ giáo pháp mà người đời khó nghe, khó hiểu và khó tin. Ở nơi phỏng tựa của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã cho Pháp Hoa Hải Hội biết về cái nguyên tắc chung của ba đời chư Phật thường làm. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cách hằng hà sa số kiếp trước đã làm. Như vậy, hiện nay Đức Phật Thích Ca cũng đang làm như vậy, và Phật tương lai thì cũng thế. Lời nói của chư Phật là lời chân chính, chắc thật. Lời nói trước sau như một, ban đầu, chặn giữa và rốt sau đều lành, không hề có dụng ý lừa dối, phỉnh gạt người nghe. Về phương diện thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, thì vì hạng căn cơ thanh văn, Phật nói cho họ về pháp tứ diệu đế, hầu mong ra khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Vì hạng duyên giác, nói cho họ về pháp thập nhị nhân duyên. Vì hàng Bồ Tát nói pháp lục ba la mật, khuyến cáo thẳng tiến lên Bồ Đề vô thượng, thành tựu nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Đó là thông lệ của ba đời chư Phật trong sự nghiệp hóa độ chúng sanh. Vấn đề 20.000 Đức Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, pháp của Đức Phật nói ban đầu, chặn giữa và rốt sau đều lành. Phải hiểu vấn đề này rằng không những 20.000 mà 200.000 hay 200 triệu đi nữa, pháp của các Phật nói ra cũng đều lành như vậy cả. Danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh vừa là danh hiệu Phật và vừa biểu trưng Phật là hiện thân chân lý muôn đời trong sáng, cũng như sự soi sáng của vầng Nhật Nguyệt vằn vặt muôn đời. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thứ 20.000 xuất thân từ gia tộc nhà vua, tất nhiên là vinh hoa phú quý tột bậc, có 8 con ngoan, tất nhiên có hoàng hậu hiền. Vì muốn cầu quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường duy nhất là phải xuất gia. Xuất gia xả đi cái ta, cái trọng của một đấng quyền uy tối thượng sanh sát trong tầm tay ấy, và để phủi dũ hết những cái sở hữu của ta, mênh mông một trời gian sang cẩm tú. Bây giờ trước cảnh gió lộng trời thanh, trong những đêm trăng trong gió mát, nhìn gian sang với tâm hồn thanh thoảng, ngâm nga nhất phái thanh sơn cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, hậu nhân thu đất mạc hoan hỷ, hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu. Một dải gian sang cảnh đẹp thanh, cơ đồ người trước kẻ sau giành, người sau cướp được khoan mừng vội, chẳng mấy lâu sau có gã tranh.
thưởng thức được cái thi tứ đậm đà chân lý đó, thì ngày thành Phật sau mai dần dần ló dạng. Xuất gia hành đạo thực ra không phải chuyện ngẫu nhiên, mà mỗi mỗi đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân có hai thứ, viễn nhân và cận nhân. Người chỉ có viễn nhân thì xuất gia trước, rồi chế ngự, bồi dưỡng, uống nắng thức tâm sau. Người có cận nhân thì trau dồi chế ngự thức tâm trước, sau đó đủ điều kiện mới xuất gia hành đạo. Cha xuất gia tu hành, độ các con, đắc thành chánh quả. Đấy là thể hiện theo nguyên tắc viễn nhân. Ngược lại, con và vợ xuất gia tu hành, độ vua cha thành tựu đạo quả, sự thanh tịnh hóa thức tâm trước, là thể hiện theo nguyên tắc cận nhân, như trường hợp Diệu Trang Nghiêm Vương, phẩm thứ 27. Thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thời gian 60 tiểu kiếp, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh không rời chỗ ngồi, mà Bồ Tát Diệu Quang 800 tử đệ cùng đại chúng không hề mỏi mệt, và với thời gian ấy mà tưởng chừng như thời gian của một bữa ăn. Điều này nói lên kết quả to lớn của người nói và người nghe. Thể nhập pháp hoa tam muội, nhận thức được chân lý pháp giới nhất chân, chư pháp tương tức, tương dung, tương ứng, thì ngay điểm thời gian hiện tại có đủ 10 đời. Thập thế cách pháp dị thành môn, vì thời gian cũng tương tức, tương dung và tương ứng. Xin đọc thêm Thập Huyền Duyên Khởi, có giảng rõ ở kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương cùng một biên soạn giả. Sanh tử là việc bình thường, từ ngàn xưa con người đã chấp nhận sự thật đó. Hễ có sanh, tất phải có tử. Chỉ khác nhau ở điểm, chúng sanh thì sanh tử bì lao, đau đớn khổ sở triền miên vì cái nhân đa dục. Còn Phật sanh thuận tử an, sống chết là thuận theo chân lý biến dịch tuần hoàn của vạn pháp, cho nên cái chết của Phật gọi là nhập niết bàn. Vấn đề thọ ký cũng được báo trước trong ánh hào quang để chuẩn bị tư tưởng cho đại chúng trong hội pháp hoa khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ sau này. Vì Phật sẽ thọ ký dài dài cho nhiều đối tượng, nói đúng hơn cho tất cả mọi căn cơ. Giáo lý kinh Pháp Hoa là thuyết chân lý đại thừa liễu nghĩa. Phật nhật nguyệt đăng minh đã nói, Bồ Tát Diệu Quang thuộc hàng đệ tử tiếp tục truyền bá kinh Pháp Hoa, dẫn dắt 8 vị vương tử tu hành đều thành Phật. Người nghe được kinh Pháp Hoa là người trồng sâu căn lành, cho nên sớm muộn gì rồi cũng được thành Phật. Một Bồ Tát có biệt hiệu là Cầu Danh, nghe qua là có thể biết đạo hạnh của vị Bồ Tát thế nào rồi. Dù vậy cũng đã tiếp thu gieo giống Pháp Hoa, cho nên hạt sen Pháp Hoa đến thời Phật Thích Ca đã trổ bông 70-80% mở bày cánh nhụy. Văn Thù và Di Lặc trong cương vị Bồ Tát có hơn kém nhau trong mức độ phần trăm nào đó, chỉ vì khi gieo giống có trước sau, có nông sâu. Từ khi cùng tu học dưới thời Phật nhật nguyệt đăng minh xa xưa ấy, thuật lại một sự kiện xưa để đoán định hiện tượng đang xảy ra hiện tại, để kết luận rằng Phật sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, như Phật nhật nguyệt đăng minh đã nói cách đây vô lượng hằng sa kiếp trước. Trong sự kiện phóng quang, ngầm tuyên cáo với tất cả chúng sanh hậu thế rằng những việc Phật nói, Phật làm trong kinh Pháp Hoa để dạy cho chúng sanh là việc của chư Phật quá khứ đã nói, đã dạy, đã làm. Chẳng những thế, mà chư Phật vị lai cũng nói, cũng dạy và cũng làm như vậy. Ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng mặt trăng mát, dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì ai cũng nói như vậy thôi. Phẩm 2. Phương tiện. Phần kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định, bảo Xá Lợi Phất, trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng, hàng thanh văn duyên giác bích chi Phật không thể biết được, bởi vì trí tuệ đó là kết quả của quá trình gần gũi vô số chư Phật, tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn, dũng mãnh tinh tấn.
trí tuệ và sự hiểu biết sâu xa chưa từng có của Phật. Giáo hóa theo thời, tùy cơ nói pháp, ý thú khó lường. Xá Lợi Phất, sau khi thành Phật, Như Lai vận dụng nói nhiều thí dụ, phân tích các thứ nhân duyên, diễn bày nhiều ngôn giáo, linh hoạt trong vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh, khiến cho xa lìa lòng chấp. Như Lai là bậc đầy đủ tri kiến và các ba la mật. Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, tứ vô ngại trí, thập trí lực, tứ vô sở úy, thiền định, giải thoát tam muội sâu thẳm và mênh mông không ngần mé. Như Lai tùy thời phân biệt, khéo nói pháp, lời lẽ đẹp, đáp ứng sở thích của nhiều hạng căn cơ. Nhưng thôi đi Xá Lợi Phất, không cần nói nữa. Bởi vì pháp ít có và khó hiểu bậc nhất mà Phật có, pháp đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết, thấu tột, thật tướng, rằng các pháp tướng của nó như vậy, các pháp tánh của nó như vậy, các pháp thể của nó như vậy, các pháp lực của nó như vậy, các pháp tác của nó như vậy, các pháp nhân của nó như vậy, các pháp duyên của nó như vậy, các pháp quả của nó như vậy, các pháp báo của nó như vậy, và từ đầu chí cuối của nó như vậy. Bấy giờ, có một số thanh văn duyên giác tỳ kheo tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ, những người phát tâm tiểu thừa đều có cùng ý nghĩ rằng là thật, cớ chi hôm nay Đức Phật tán thán pháp của Phật chứng đắc cao sâu, khó nghe khó hiểu, nào là Như Lai phương tiện nói pháp khéo léo, hàng thanh văn duyên giác không thể hiểu được. Tại sao Như Lai nói thế? Từ lâu Đức Phật dạy chúng ta pháp tu giải thoát, chúng ta đã chứng đắc niết bàn rồi, cớ chi hôm nay Đức Phật như có ý chê trách những điều tu học và chứng đắc của hàng thanh văn duyên giác bấy lâu nay? Ông Xá Lợi Phất cảm thông ý của đại chúng, cũng như nỗi lòng hoang mang của chính mình, bèn thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nhân duyên gì hôm nay Thế Tôn ngợi khen pháp phương tiện nhiệm màu sâu xa khó hiểu của chư Phật? Hiện giờ bốn chúng có lòng nghi, xin Như Lai dạy rõ cho về duyên cớ ấy. Phật bảo Xá Lợi Phất: Thôi, thôi đi, đừng hỏi việc đó. Nói việc đó ra thì tất cả người trời Atula ở trong đời đều sẽ kinh sợ và nghi ngờ, không tốt. Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa: Xin Thế Tôn nói rõ, trong hải hội này có người lãnh hội được lời dạy của Phật và có thể đủ sức kính tin. Đức Phật lại khuyên ngăn rằng nếu nói việc đó thì người trời Atula đều kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ sa vào hầm tội lỗi. Ông Xá Lợi Phất lại ân cần cầu thỉnh, xin Phật rủ lòng thương. Sau ba lần cầu thỉnh thiết tha của ông Xá Lợi Phất, Đức Phật vừa hứa khả, tức thì trong hải hội có các tỳ kheo tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ, cả thảy 5.000 người đứng dậy bái Phật xin được rút lui. Đức Thế Tôn an nhiên không ngăn cản và bảo ông Xá Lợi Phất rằng trong đại chúng giờ đây không còn những trái đèo hạt lép, mà chỉ còn toàn trái tốt và hạt chắc. Xá Lợi Phất, những hạng người tăng thượng mạng như vậy lui đi vẫn tốt. Vậy ông lắng ý mà nghe, Như Lai sẽ nói về sự nhiệm màu khó nghe, khó hiểu, và Như Lai cũng nói cho ông biết lý do của sự có mặt của Như Lai trong cõi đời này. Này Xá Lợi Phất, pháp màu sâu thẳm của chư Phật đúng thời mới đem ra nói, như hoa linh thoại đến thời tiết mới trổ một lần. Xá Lợi Phất, chư Phật thuyết pháp phải đúng thời, tùy đối tượng, hợp căn cơ cho mỗi người, mỗi lúc khác nhau. Vì vậy pháp của chư Phật nói khó nghe khó hiểu, vì ý thú rất nhiệm màu. Chư Như Lai vận dụng vô số phương tiện, giảng nhiều cách, dẫn nhiều tỷ dụ, thay đổi ngôn từ, lời lẽ khéo đẹp, đáp ứng cho mọi hạng người. Vì vậy mà pháp Phật nói không thể suy lường,
phân biệt hời hợt thông thường mà có thể hiểu được. Chỉ có Phật và Phật mới thấu hiểu hết ý của nhau. Xá Lợi Phất ơi, ông làm sao hiểu được cái lý do cực kỳ quan trọng mà các Đức Phật xuất hiện ở đời? Này Xá Lợi Phất, chư Như Lai xuất hiện ở đời nhằm mở bày và giới thiệu tri kiến Phật của chúng sanh, vận dụng ngôn từ tỉ dụ khéo léo để chỉ tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, hướng dẫn cho chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình, khuyến cáo khích lệ cho chúng sanh sống bằng tri kiến Phật mà mình vốn có. Đó là cái lý do cực kỳ quan trọng mà chư Phật Như Lai xuất hiện ở cõi đời. Mục đích của chư Phật ra đời chỉ vì một việc, đem tri kiến Phật chỉ dạy cho chúng sanh tỏ ngộ đấy mà thôi. Chư Phật Như Lai nói pháp cho chúng sanh chỉ vì dạy họ một Phật thừa, chứ không có hai thừa, ba thừa nào khác. Pháp của chư Phật trong mười phương cũng đều như vậy. Chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tại, cũng như chư Phật vị lai, vận dụng vô số phương tiện, triển khai nhiều cách, ngôn từ khéo léo, tỉ dụ dồi dào, nhưng tất cả nhằm dạy cho chúng sanh một Phật thừa, khiến cho những chúng sanh tu hành đều đạt thành nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, chư Phật giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh, muốn cho chúng sanh tỏ ngộ, hiểu kỹ về tri kiến Phật và thể nhập sống trong tri kiến Phật của chính mình. Tất cả cõi nước trong mười phương không có hai thừa, làm gì lại có đến ba? Tại vì chúng sanh sống trong đời đầy năm trược ác mà chư Phật dùng sức phương tiện ở một Phật thừa, phân biệt tạm nói có ba. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu, thọ trì lời dạy của Phật. Lời của chư Phật không hề có hư vọng, rằng không có thừa nào khác mà chỉ có một Phật thừa thôi. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Xá Lợi Phất nên nhớ, ta vì bày phương tiện nói các đạo diệt khổ, chỉ cho họ niết bàn. Ta dù nói niết bàn mà không thật diệt độ, các pháp từ xưa nay tướng nó thường vắng lặng. Phật tử hành đạo rồi, sau đó được thành Phật. Nếu có hạng chúng sanh nghe pháp Phật tu hành, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường Xá Lợi, nhóm đất làm tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Các đồng tử vui chơi, nhóm cát thành miếu Phật. Những trẻ con như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu có người mến Phật, chạm trổ các hình tướng, nắm vẽ hình tượng Phật, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Có người trước tháp miếu dùng hoa hương phan lòng, thành kính mà cúng dường, ca ngâm khen ngợi Phật, nhẫn đến tiếng thì thầm, đều đã thành Phật đạo. Hoặc người tâm tán loạn vào trong tháp miếu Phật, một xưng Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Với chư Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, nghe tin chư Phật ấy đều đã thành Phật đạo. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Các Phật vốn thệ nguyện tu hành thành Phật đạo. Phật là thầy trong đời, thường phương tiện tùy nghi, diệt bỏ tâm nghi hối, tự biết sẽ thành Phật. Thâm nghĩa: vận dụng phương tiện nhằm đạt đến chỗ cứu cánh, cũng như khi người ta sử dụng sách lược nhằm đạt đến mục đích lý tưởng, vận dụng phương tiện để đạt đến cứu cánh
là chủ trương phương cách giáo hóa uốn nắn thực hiện theo con đường vương đạo, sử dụng sách lược để đạt đến mục đích, là có tính thủ đoạn cai trị theo con đường bá đạo, nói theo ngôn từ của các nhà chánh khách thời xưa. Phương tiện trong việc giáo hóa có nghĩa là nói vậy mà chưa phải vậy. Bảo rằng học vậy đi, hiểu vậy đi, làm vậy đi, lợi ích lắm đó, tốt lắm đó. Nhưng cái lợi ích và sự tốt đó chưa phải là cái lợi ích cứu cánh. Mà muốn đạt đến cái tốt cứu cánh, cần phải học, phải hiểu, phải làm nhiều hơn nữa. Bây giờ sự học, hiểu và việc làm đó mới đến nơi đến chốn, mới đến chỗ cứu cánh trọn vẹn. Vì sao hơn 40 năm thuyết pháp, Phật chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh? Tại vì Phật xuất hiện ra đời với mục đích cao đẹp tuyệt trần, mà trong khoảng thời gian đó Phật chưa thể nói rõ ra được. Tại vì chúng sanh đang sống trong cuộc đời đầy năm trược ác, cấu chướng nặng nề, ba nghiệp không lành, sáu căn chưa trong sạch, nếu dạy pháp tu hành thành Phật, chúng sanh ngần ngại khó khăn. Tại vì nói chúng sanh có khả năng thành Phật, chúng sanh không dám tin nhận ở khả năng mình. Thế cho nên Như Lai phải vận dụng phương tiện mà dẫn dụ, uốn nắn, bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh một cách dần dần, ngay từ thời thuyết pháp đầu tiên ở Lộc Giả Uyển, thành Ba La Nại. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng sự xuất thế của Như Lai và trí tuệ của Như Lai có không phải là sự ngẫu nhiên do sự đưa đẩy trôi xuôi theo dòng nghiệp lực. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh về hoài bão duy nhất và mục đích tối thượng của Như Lai ngay lúc bắt đầu cuộc hành trình thuyết giáo độ sanh, nhưng Như Lai chưa nói rõ ra được điều đó. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với hàng thanh văn duyên giác rằng pháp mà Như Lai dạy cho họ chỉ là pháp tiểu thừa, và niết bàn họ chứng đắc chưa phải thật diệt độ. Nhưng hơn 40 năm qua Như Lai chưa nói điều đó. Lẽ ra 12 bộ kinh Như Lai phải bình đẳng dạy cho tất cả chúng sanh, nhưng vì căn tánh không đồng, đối với hàng chủng tánh nhị thừa, Như Lai dạy cho họ chỉ có 9 kinh. Lẽ ra từ lâu Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh đều sẵn có tri kiến Phật, nhưng Như Lai đã bí mật giấu hẳn điều này vì căn cơ của chúng sanh còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Lẽ ra trước đây Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tu hành là thành Phật, không có quả nhị thừa tam thừa nào khác. Nhưng từ lâu nay Như Lai nói có, vì đó là phương tiện của Như Lai. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh là Phật, nhưng cho đến bây giờ, trước phút nhập Niết Bàn, Như Lai mới mở kho tàng bí mật để giao trọn gia tài pháp bảo vô giá của Như Lai cho tất cả chúng sanh. Trong quá trình thuyết giáo độ sanh, với một lập trường kiên định và linh hoạt tuyệt vời, Như Lai vận dụng tứ tất đàn một cách vô cùng phong phú. Nhờ vậy mọi căn cơ đều được thấm nhuần mưa pháp, người học Phật không được lãng quên tiêu chuẩn: 1. Thế giới tất đàn, 2. Vị nhân tất đàn, 3. Đối trị tất đàn, và 4. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Để hiểu một cách quyết định và tinh sâu về tri kiến Phật, về Phật tánh của mình, người học kinh Pháp Hoa còn phải am tường về nguồn giáo lý lục tức Phật: 1. Lý tức Phật, 2. Danh tự tức Phật, 3. Quán hành tức Phật, 4. Tương tợ tức Phật, 5. Phần chứng tức Phật, 6. Cứu cánh tức Phật. Dựa trên nguồn giáo lý lục tức, mỗi người có thể tự nhận xét và đánh giá địa vị đã thành Phật của mình. Phẩm 3. Thí dụ. Phần kinh văn. Lúc bấy giờ, ông Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, đứng dậy cung kính chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật và bạch rằng: Hôm nay
con được nghe những điều Phật dạy, lòng con hân hoan chưa từng có. Bao nhiêu nghi ngờ của con đã hết. Trước kia con thường nghĩ ngợi và tự hỏi, Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật được là Phật, còn mình thì lại không? Cớ sao Như Lai lại đem pháp tiểu thừa mà dạy cho? Cớ sao các Bồ Tát được thọ khí thành Phật, còn mình chẳng được dự vào việc đó? Con tự cảm thương mình, chẳng lẽ mình mất hết vô lượng tri kiến Phật, mất hết khả năng thành Phật hay sao? Nay nghe Phật dạy, con mới hiểu rằng lỗi tại chúng con, vì mê mờ thiển cận, vừa được nghe pháp phương tiện là đã vội ham tư duy tu tập để cầu chứng đắc. Nay con đã hiểu rõ rằng giáo lý tiểu thừa là pháp phương tiện tùy nghi dẫn dụ của Như Lai, dù chứng đắc niết bàn nhưng chưa hoàn toàn diệt độ. Giờ đây con rất sung sướng tự biết mình là con thật của Phật. Từ kim khẩu Phật sanh ra, từ pháp hóa của Phật sanh ra, con được dự phần trong Phật tánh và pháp tánh vô thượng. Ông Xá Lợi Phất thưa tiếp, lúc mới nghe Phật thọ ký con sẽ thành Phật, con nghi ngờ tự hỏi, có phải ma giả Phật để não loạn lòng con? Nhưng sau nhờ những tỷ dụ của Phật, con mới hết nghi và tin quả quyết rằng con sẽ thành Phật. Đức Phật lại bảo Xá Lợi Phất, ta xưa đã từng giáo hóa ông, từng dẫn dắt ông trong thời gian dài ở hai muôn Đức Phật. Ta hướng dẫn ông đi trên con đường thành Phật, nhưng ông lại quên mà tưởng là diệt độ trong khi chưa đến đích. Nay ta muốn cho ông nhớ lại chí nguyện thành Phật xưa kia mà vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm này. Như Lai cũng nói trước cho ông biết, trong vị lai vô số kiếp, ông cúng dường vô số Phật, phụng trì chánh Pháp, làm đủ đạo Bồ Tát rồi, ông sẽ thành Phật, hiệu Hoa Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu, nước tên Ly Cấu, kiếp tên Đại Bảo Trang Nghiêm. Số Bồ Tát được ông giáo hóa nhiều vô lượng. Xá Lợi Phất, Đức Hoa Quang Như Lai sau đó thọ ký cho Bồ Tát Kiên Mãn sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, đủ 10 đức hiệu, và cõi nước cũng trang nghiêm như vậy. Đại chúng thấy Phật thọ ký ông Xá Lợi Phất được thành Phật, vui mừng hớn hở, mỗi người cởi thượng y của mình dâng lên cúng Phật. Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, trước kia Phật thường dạy giáo pháp của Như Lai có công năng xa lìa sanh già bệnh chết và được cứu cánh niết bàn. Các hàng thanh văn đã nghe và hành theo, ai cũng tưởng là mình được niết bàn rồi. Nay Phật lại đưa ra thứ giáo pháp chưa ai từng nghe, rằng niết bàn ấy chưa phải rốt ráo tịch diệt mà rốt ráo phải thành Phật. Còn e sợ, hàng thanh văn còn chỗ nghi ngờ, cúi xin Thế Tôn vì bốn chúng giải thích rõ ý thú của lời Phật. Phật bảo, trước đây Như Lai há chẳng nói rằng, tất cả giáo pháp của Phật dạy đều là phương tiện đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác đó sao? Nhưng thôi, để cho người trí hiểu được, Như Lai có cái thí dụ này. Trong một xứ nọ, có ông trưởng giả giàu to của cải vô lượng, nhưng tuổi đã già suy. Nhà của ông rộng lớn, chứa rất nhiều người. Trong số có các con của ông, nhưng phải cái nguy là ngôi nhà mục nát, cột kèo ngã đổ, vách phên siêu sập, rắn rít rất nhiều, thêm nổi lửa cháy bốn bề, mà lối ra thì chỉ có một cửa. Ông trưởng giả đứng ngoài lo sợ cho các con, nghĩ bụng rằng, ta có thể xông vào cứu chúng, nhưng nhớ đến cửa nhỏ hẹp, sợ các con dùng dằn không đem ra được hết. Trong lúc nguy hại trước mắt, các con của ông cứ đùa giỡn vui chơi, không biết sợ sệt gì hết, và cũng không có ý muốn ra, vì không biết nhà cháy là gì, chết thiêu là gì, lửa là gì.
Ông trưởng giả bèn lập kế. Ông hô to: "Các con, cha có những đồ chơi đẹp lắm đây. Xe dê, xe hươu, xe trâu trắng, xe nào cũng đẹp đẽ, trang sức lộng lẫy. Các con mau ra tự chọn lấy xe theo ý thích." Các con ganh đua xô đẩy lẫn nhau, kéo nhau chạy ra khỏi nhà cháy. Ông trưởng giả rất mừng khi thấy các con được an ổn ở nơi ngã tư đường không còn nguy hại. Bây giờ các con súng lại đòi đồ chơi với ước muốn riêng, xe dê, xe hươu theo ý thích. Nhưng ông trưởng giả chỉ ban cho các con đồng một thứ xe lớn tốt đẹp vô cùng, đầy đủ tiện nghi, trang hoàng lộng lẫy. Vì sao ông trưởng giả không cho ba thứ xe lớn nhỏ tốt đẹp khác nhau, mà lại cho đồng một thứ xe tuyệt đẹp? Vì ông trưởng giả quá giàu, kho tàng đầy ngập của cải vô lượng. Đến đây, Đức Phật hỏi ông Xá Lợi Phất: "Ông trưởng giả, trước hứa cho ba thứ xe, nay lại cho có một thứ mà là thứ lớn đẹp nhất. Vậy ông trưởng giả có lỗi nói dối không?" Ông Xá Lợi Phất đáp: "Dạ không. Giả như cho chiếc xe nhỏ và xấu nhất, ông trưởng giả cũng không có lỗi nói dối. Huống gì cho thứ xe lớn và đẹp nhất? Vì sao? Vì việc hứa cho xe chỉ là một sách lược, một cách phương tiện nhằm cứu các con ra khỏi nhà lửa đang ngùn ngụt cháy." Phật khen: "Đúng vậy Xá Lợi Phất. Như Lai là cha của tất cả thế gian. Tuy đã ra khỏi thế gian, vẫn vì sự lợi ích của thế gian mà trở vào nhà lửa tam giới cũ mục nguy hiểm này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, tham lam hung bạo, si mê tắm mình trong biển độc hại khổ đau. Sống trong cảnh khổ nhà cháy như thế mà chúng sanh vẫn cứ vui chơi hỉ hả, chẳng hay mình đang bị lửa đốt, không sợ, không nhàm, không có ý cầu ra khỏi. Trong việc cứu độ chúng sanh, Như Lai đã từng suy nghĩ, đem trí tuệ thần thông giảng nói các tri kiến, trí lực vô sở úy của Như Lai không thể được. Vì chúng sanh đang dông duỗi nô đùa trong rừng vô minh tam độc, bị thiêu đốt trong nhà lửa sanh già bệnh chết, khổ não ưu bi, thì làm gì nghe hiểu mà tiếp thu? Do vậy, Như Lai phải dùng phương tiện quyền lập pháp tu, một là thanh văn thừa, xe dê, hai là duyên giác thừa, xe hưu, ba là bồ tát thừa, xe trâu trắng. Đó là Như Lai vận dụng phương tiện đáp ứng căn cơ của mỗi hàng chúng sanh. Ông trưởng giả đều cho các con mỗi đứa một cỗ xe to đẹp. Khi chúng ra khỏi nhà lửa, Như Lai cũng vậy. Khi chúng sanh ra khỏi sự khổ não ưu bi sanh già bệnh chết, bất luận là thanh văn, duyên giác hay bồ tát, Như Lai bèn cho cái vui tuyệt đỉnh là thiền định, trí tuệ và tri kiến Phật, là những cỗ xe đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng như ông trưởng giả kia, Đức Phật không phạm tội nói dối. Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó, các Như Lai dùng sức phương tiện chỉ có một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Thâm nghĩa. Cho đến lúc sắp nhập Niết Bàn, Như Lai mới nói thật hoài bão của mình. Thì ra trong quá trình thuyết giáo độ sanh đăng đẳng hơn 40 năm, Như Lai sử dụng vô số phương tiện. Hiểu được chủ ý của Phật, ông Xá Lợi Phất trút bỏ gánh nghi ngờ, ân hận, trách phận, thương thân. Ông tự xác định lỗi do mình hấp tấp, vừa nghe pháp phương tiện vội ham mong cầu chứng đắc Niết Bàn. Giờ nghe Phật dạy, ông biết rõ quả chứng của tiểu thừa dù được Niết Bàn nhưng chưa phải là thật diệt độ. Thật diệt độ phải là người đi cổ xe vô thượng chánh biến tri giác. Và đến đây ông tự xác định ông có điều kiện đủ khả năng đi trên cổ xe lớn đó. Ông tự nhận một cách quả quyết rằng mình là Phật tử. Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp phần, cố danh Phật tử. Với nguồn giáo lý tiểu thừa, Đức Phật dạy cho họ có 9 bộ kinh
Phương Quảng, Thọ Ký và Vô Vấn Tự Thuyết đối với người tiểu thừa, Phật chưa đề cập đến. Vì vậy, với hàng thanh văn được Thọ Ký thành Phật là một sự bất ngờ sửng sốt quá sức tinh hiểu của mình. Nhưng giờ thì ông Xá Lợi Phất đã hiểu chân lý đó. Trong nguồn giáo lý Phật dạy cho tiểu thừa vẫn có mầm mống đại thừa. Vả lại, trong những thời của hai muôn Đức Phật xa xưa, Xá Lợi Phất và Phật đã từng gieo trồng hạt giống đại thừa. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nếu không vậy, làm sao có sự hội ngộ ngày nay? Đức Phật nói: Nay tôi muốn ông nhớ lại chí nguyện thành Phật xưa kia, và vì hàng thanh văn mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm này. Ông Xá Lợi Phất là người được Phật thọ ký trước hết trong số những đối tượng được thọ ký ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nguồn tư tưởng của kinh Pháp Hoa và vấn đề thọ ký thành Phật được xem là chân lý phổ biến. Vì là chân lý cho nên đó là việc của ba đời chư Phật đã làm, đang làm và sẽ làm. Được Phật thọ ký thành Phật là một việc, điều kiện thành Phật lại là việc phải đặc biệt quan tâm. Tâm trạng nghi ngờ của hàng thanh văn không có gì đáng trách. Pháp tứ đế Phật dạy họ đã tu hành, Niết bàn tịch diệt giáo lý Phật nói ra họ đã chứng. Nay thì Phật nói Niết bàn của thanh văn La Hán quả chưa phải là đích đến cuối cùng. Ở phẩm này, kinh dùng một ví dụ để giải thích tại sao chỉ có một Phật thừa mà trước kia Phật lại dạy có ba: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Trong thí dụ hỏa trạch nhà bị cháy, ông trưởng giả chỉ Phật: Những đứa con chỉ chúng sanh, lửa cháy một nát rắn rít, chỉ cảnh thống khổ sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não của chúng sanh trong tam giới. Ba xe dụ ba thừa hay ba bậc tu hành là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thanh Văn tiểu quả ví xe dê, Duyên Giác trung thừa ví xe hưu, Bồ Tát hay Phật thừa ví xe trâu trắng lớn. Xe nhỏ ví hạng người chỉ có khả năng tự độ, không giúp ích được cho người khác. Xe lớn ám chỉ tánh tích cực của hạng người, ngoài phần tự độ còn xem trọng việc độ tha. Sở dĩ từ lâu Phật nói pháp tam thừa vì chúng sanh ham mê cuộc sống dục vọng, cuộc sống vật chất và những niệm tưởng trừu tượng hoang đường của ba cảnh giới dục, sắc và vô sắc giới. Phật không thể đem chân lý liễu nghĩa đại thừa ra mà dạy. Giả sử có đem ra dạy, chúng sanh cũng không hiểu, cũng chẳng tiếp thu. Do vậy, Phật phải dùng phương tiện dạy pháp tu tập lần lần, tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng, tùy khả năng của từng hạng người, để ai cũng được có phần an ổn, thanh thoát. Khi căn cơ trình độ nhận thức của chúng sanh có khả năng tiếp thu, bấy giờ mới đem thứ giáo pháp đệ nhất nghĩa ra mà dạy. Những người con của ông trưởng giả ra khỏi nhà cháy, ám chỉ chúng sanh. Nhờ sự dẫn dụ của giáo lý tam thừa mà ra khỏi ba giới dục, sắc và vô sắc được an ổn, thanh thoát, gọi là Niết bàn. Ông trưởng giả cho các con một thứ xe lớn nhất và đẹp nhất khi các con ra khỏi ngôi nhà lửa. Cũng như Đức Phật cho hàng thanh văn, duyên giác, giáo pháp đại thừa liễu nghĩa là thứ giáo pháp hoàn bị tột mức trên con đường chuyển hóa tâm linh từ phàm đến thánh, từ chúng sanh đến địa vị Phật. Ngôi nhà rộng lớn mà chỉ có một cửa ra, ám tỷ ba cõi, cảnh giới thênh thang không ranh giới, nhưng muốn ra khỏi chỉ có một con đường bát chánh và một cửa, cửa tam giải thoát môn. Cửa tuy mở nhưng khó ra, tại vì không có người muốn ra, chỉ vì chúng sanh mãi mê dục lạc trong ba cõi mà không nhận biết sự nguy hiểm của sanh, lão, bệnh, tử, khổ não, ưu bi. Ông trưởng giả chỉ ứng thân Phật xuất thế cứu độ chúng sanh, vì lợi lạc mọi căn cơ mà vận dụng phương tiện thuyết giáo có tam thừa,
nhưng mục đích tối hậu nhằm hướng dẫn mọi chúng sanh thể nhập Phật thừa tự tánh vốn có. Cũng như ông trưởng giả hứa cho các con ba xe, rốt cuộc lại cho có một. Đức Phật hơn 40 năm thuyết tam thừa, giờ đây Phật nói chỉ có một Phật thừa, chứ không có thừa nào khác. Đứng trên lập trường đệ nhất nghĩa thì chỉ có một Phật thừa, chứ không có ba thừa. Khi đề cập tam thừa, ngũ thừa, phải hiểu đó là phương tiện của Như Lai. Phẩm 4. Tính giải. Phần kinh văn. Ông Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên thấy Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật, vui mừng hớn hở và phát khởi lòng tin kiên cố rằng rồi đây mình sẽ được thành Phật. Ở trước Phật, các ông cũng nói lên lời tự trách rằng chúng con từ lâu đã tự cho rằng mình đã được Niết Bàn và tự thấy đã thỏa mãn với pháp thiền không vô tướng vô tác của tiểu thừa, không có ý chí tiến lên cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để chứng minh sự tin hiểu của mình, các đại đệ tử này xin nói một thí dụ. Có một người lúc nhỏ bé đã bỏ nhà bỏ cha đi hoang sau mấy mươi năm rày đây mai đó phiêu bạt, lại thêm nghèo khổ rách rưới lang thang, phải đi xin mà độ Nhật. Tình cờ chàng ta trở về đến xứ sở mà không hay biết. Thời gian ấy cha của chàng tìm con khắp nơi mà không gặp. Ông là trưởng giả một nhà giàu lớn, châu báu đầy kho, tài sản vô lượng, tôi trai tớ gái đầy nhà. Ông chẳng những là một nhà giàu trong nước mà còn là người giao dịch thương mại lớn của cải vô số ở khắp nhiều nước khác. Không nói với ai về việc cha con ly biệt, ông thường suy nghĩ: ta này giàu có thế này mà con không có, một mai chết đi thì sự nghiệp này giao phó cho ai? Chắc phải mất hết. Ước gì ta gặp được con, giao phó gia tài cho nó, thì lúc chết được an lòng. Một hôm, đứa con lạc loài tình cờ đến trước nhà cha mà không biết, đứng ngoài cổng ngó vào, thấy trưởng giả sang trọng uy nghiêm đang ngồi trên ghế cao, xung quanh có đông người hầu hạ, trong nhà thì ngọc ngà châu báu không biết bao nhiêu. Chàng ta đâm hốt hoảng, thầm nghĩ là mình lạc đến chỗ vua chúa. Nghĩ vậy, chàng sợ bị bắt, lén bỏ đi tìm một xóm nghèo hợp với tình cảnh chàng để kiếm việc làm lấy tiền đồ Nhật. Nhưng trưởng giả đã thấy và nhận biết chàng cùng tử ấy là con mình. Ông liền sai hai gia nhân theo bắt chàng lại. Bị bắt, chàng ta sợ quá, van xin mà không được tha, chàng ngã xuống đất chết ngất. Ông trưởng giả thấy vậy ra lệnh: thôi, ta không cần con người ấy nữa đâu, hãy lấy nước lạnh rưới lên mặt cho nó tỉnh, rồi cho đi, đừng nói gì với nó nữa. Biết con mình quen sống với cảnh nghèo hèn ti tiện, nay nếu đột nhiên nhận nó là con mình và mình lại giàu sang tột bậc, chắc chắn nó không tin mà còn đem lòng sợ sệt, chi bằng thả nó đi rồi lập kế mà dẫn dụ nó. Ông trưởng giả mật sai hai người giả dạng bần khổ tìm đến anh chàng cùng tử, rủ đi làm thuê với công việc hốt phân. Khi nghe biết được trả công gấp đôi, chàng cùng tử nhận lời và cả ba vào làm việc hốt phân ở nhà sau vườn ông trưởng giả. Thấy con tiều tụy, phân đất bẩn thỉu khắp mình, trưởng giả thương xót quá. Ông thay bỏ áo quần tốt đẹp sang trọng, mặc đồ thô rách, lấm nhơ để lân la với ba người hốt phân. Một hôm, trưởng giả bảo chàng cùng tử: anh này nên tiếp tục làm việc ở đây, đừng đi đâu nữa, ta sẽ thêm tiền công cho. Nhà ta giàu có, của cải vô số, muốn cần dùng gì tùy ý, ta sẽ thuận cho hết. Từ nay về sau cứ xem như con đẻ của ta và hãy gọi ta là cha nhé. Nói xong, ông trưởng giả gọi chàng cùng tử bằng con.
chàng ta rất mừng, nhưng chàng vẫn tự đặt mình là kẻ hạ tiện làm thuê. Ít lâu sau, ông trưởng giả có bệnh, cho kêu chàng đến, giao cho anh việc quản lý gia tài và cho anh được quyền xuất nhập bất cấm trong nhà. Anh làm tròn bổn phận, nhưng không bao giờ dám tiêu xài quá số tiền công nhật của anh. Ở thì cũng ở nhà sau, chỗ cũ, không dám tự tài lui tới nhà trên. Thời gian lâu sau, trưởng giả biết mình sắp lìa trần, và đứa con nay đã thông minh, có chí lớn. Ông bèn hội hết thân tộc trước mặt vua quan. Ông chỉ chàng cùng tử mà tuyên bố: anh này là con ruột của tôi, bấy lâu xa cách, vì nó bỏ nhà ra đi từ lúc bé. Nay cha con chúng tôi được trùng phùng, tôi giao cho nó tất cả gia tài của tôi mà trước đây nó đã quản lý và biết rõ. Người con nghe nói mừng quá, cho là việc chưa từng có, và tự nghĩ: ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng châu báu này tự nhiên mà đến. Nói câu chuyện thí dụ xong, ông Tu Bồ Đề Ca Chiên Viên bạch Phật: ông trưởng giả ví Đức Như Lai, còn chúng con thì như chàng cùng tử thất lạc bỏ cha bỏ nhà. Như Lai là cha, chúng con là con Phật mà không biết. Chúng con vì ba món khổ mà trong cảnh sanh già bệnh chết khổ não sầu lo, chịu các sự mê lầm ngu dốt, cho nên ưa thích giáo pháp tiểu thừa, làm cái việc hốt phân tầm thường mà tự cho là thỏa mãn với cái giá trả công niết bàn. Như Lai không bắt, không cưỡng bức chúng con đi theo con đường, tất cả đều có phần hưởng thọ kho tàng tri kiến Như Lai mà tha cho chúng con theo ý chí thấp hèn, rồi phương tiện thuận theo chúng con mà lần lần dạy bảo. Chúng con là con của Phật mà không biết. Vì không biết nên không dám mong hưởng thọ cái sự nghiệp, cái gia tài vĩ đại của cha là Phật, mà chỉ cam phận với số tiền làm thuê nhị thừa. Ấy tại vì chúng con không dám nhận mình là con Phật, nên Phật cũng không thể tự nhận là cha, không thể dạy pháp đại thừa. Nay thì kho tàng pháp bảo vô giá của Pháp Vương lại tự nhiên mà đến, không mong cầu mà được. Thâm nghĩa. Tín là đức tin, phát khởi lòng tin. Giải là hiểu rõ, là tiếp thu nhận thức được lời Phật ý kinh. Nội dung phẩm tín giải có hai ý chánh. Trước Phật, ông Tu Bồ Đề, ông Đại Ca Diếp xin được nói lên nỗi vui mừng và lòng hối hận của mình trong những thời gian trước đối với giáo lý Đại Thừa. Xin được nói một thí dụ trình lên Phật về sự tiếp thu và tin hiểu vững chắc của mình. Nhận thức được thế nào là phương tiện, thế nào là cứu cánh qua lời dạy của Phật, ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp rất vui mừng. Trước Phật, các ngài nói lên sự ăn năn tự trách, rằng từ lâu nay chỉ biết ham học pháp tiểu thừa, trước hiện tượng vạn pháp thường quán niệm không, vô tướng, vô tác, với giáo lý xây dựng cõi Phật thanh tịnh, hóa độ chúng sanh, hòa quang đồng sự của Bồ Tát hành, lại không có lòng ưa thích. Nay nghe được hàng thanh văn, sẽ được thành Phật, lòng vui mừng vô hạn, chẳng khác nào vô lượng trân bảo không cầu mà được. Đến đây, sự chuyển biến nội tâm và ý chí hướng thượng của nhị thừa không còn là ý niệm cá biệt. Ông Tu Bồ Đề thay lời đại chúng xin được nói lên cái thí dụ cùng tử để trình lên Phật về sự tín giải của nhị thừa, nói lên quá trình tiếp thu tinh hiểu của hàng thanh văn đã thâm hậu kiên cố. Cùng tử là đứa con bần cùng cơ cực. Bần cùng cơ cực vì bỏ cha bỏ nhà đi hoang, cho nên cùng tử cũng có nghĩa là đứa con hoang. Bỏ cha bỏ nhà ra đi hoang có nghĩa là trước đây cha con cùng ở chung một chỗ một nhà, chỗ đó là viên giác diệu tâm thanh tịnh Như Lai. Tất cả chúng sanh và Phật đều cùng một nguyên quán,
Nói khác đi, nghĩa là cùng một bản thể chân tâm thanh tịnh, sáng suốt, tròn đầy màu nhiệm. Nhưng từ khi bất giác sống trái với chân tánh, bây giờ tam tế, lục thô diễn biến theo một tiến trình liên tục nghiệp thức. Chú thích: một, tam tế gồm: một, vô minh nghiệp tướng; hai, năng kiến tướng; ba, cảnh giới tướng. Hai, lục thô gồm: một, trí tướng; hai, tương tục tướng; ba, chấp thủ tướng; bốn, kế danh tự tướng; năm, khởi nghiệp tướng; sáu, nghiệp hệ khổ tướng. Diễn biến theo một tiến trình liên tục nghiệp thức. Khi cảm thọ sắc thân nghiệp hệ, thì lục trần trở thành đối tượng có sức hấp dẫn cuốn lôi. Từ đó bỏ nhà viên giác, xa đấng cha lành, thành đứa con hoang, làm chàng cùng tử. Một chút trí tuệ không có, đành chịu xoay vần lưu lạc. Cha lúc nào cũng nhớ con, tìm con, với ước mong tha thiết là giao hết cho con cái gia tài vô giá của mình trước ngày nhắm mắt. Phật ra đời vì chúng sanh, tất cả cho chúng sanh, không lúc nào sao lãng nguyện vọng truyền trao trọn vẹn cho chúng sanh cái tri kiến Phật mà chúng sanh vốn có trước khi nhập Niết Bàn. Cha bỏ xứ đi tìm con, chỉ cái việc Phật xuất thế hạ trần vì chúng sanh mà vào đời ngũ trược. Khi cha con gặp nhau thì quá cách biệt, cha thì giàu có tột bậc, con thì nghèo khổ rách rưới lang thang. Cha biết rõ con, mà con thì tự thấy mình quá hèn quá thấp, không dám ngó, thì còn nói chi tới việc nhìn cha. Phật xuất thế tìm đến chúng sanh, nhưng Phật thì chánh biến tri giác vô thường, còn chúng sanh thì vô minh dày đặc, nghiệp chướng nặng nề. Một chút chánh kiến không có thì ai mà dám bảo mình là con của Phật, Phật tử? Ai dám nghĩ rằng mình có quyền thừa hưởng kho tàng pháp bảo của Như Lai? Đó là lý do phát xuất từ ý nghĩ không chánh lý. Nhưng vì đó mà chúng sanh thường nảy sanh ý nghĩ tự khinh. Cha biết con mình quen đời sống ăn xin bần tiện, không sao chuyển hóa tư tưởng nhanh chóng được. Ông dùng kế mật, sai hai người tiều tụy không oai đức tìm rủ con ông vào nhà mướn làm cái việc ti tiện là hốt phân. Người con thì rất bằng lòng nhận lấy việc làm này. Cũng vậy, Phật biết chúng sanh thường sống trong vô minh phiền não, nghèo nàn trí tuệ, không thể dạy thẳng cho chân lý nhất thừa. Không thể nói rằng tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, cho nên phải phương tiện nói có hai thừa: sai hai người không uy đức làm môi giới dẫn dụ chúng sanh cùng tử lần theo vào nhà tri kiến Phật. Nhưng chàng cùng tử thì rất bằng lòng làm cái việc hốt phân ti tiện để đổi lấy cái giá tiền công nhật ít xịt của chính cha mình. Muốn gần con để lần hồi dạy bảo dẫn dụ, cha đổi quần áo sang trọng, mặc áo bả chỉnh dơ, ví cho Phật hiện ứng thân hạ liệt để gần gũi chúng sanh trong đời ngũ trược. Gặp được con, cha khuyến khích làm việc, ví như Phật nhắc nhở tinh tấn tu hành, hứa ban thưởng xứng đáng, muốn gì được nấy, ví như Phật hứa cho Niết Bàn của tiểu thừa, để cho chúng sanh quen dần, lần hồi sử dụng châu báu trí tuệ trong cái gia tài đồ sộ tri kiến Phật. Cha có bệnh, gọi con giao gia tài cho quản lý, như Phật đem tri kiến Phật ra dạy bảo tu tập, nhưng con không dám dùng, cũng như không có ý muốn dùng. Đó là lòng hoài nghi của tất cả chúng sanh đối với khả năng thành Phật của mình. Đến giờ sắp chết, cha hội thân tộc tuyên bố chàng cùng tử là con ruột và trao cho tất cả sản nghiệp bấy lâu nay tập cho chàng thu xuất, nay đã thông thuộc. Ví như khi sắp nhập Niết Bàn, trong một hội pháp hoa Phật thọ ký, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Kho tàng pháp bảo vô giá mà bấy lâu nay dạy dỗ tập cho sử dụng, nay trao trọn cho tất cả chúng sanh con Phật.
Con vui mừng nghĩ thầm, kho tàng trân bảo vô giá này ta không cầu mà có, tự nhiên mà được. Chân lý thì không phải vậy. Tri kiến Phật, Như Lai viên giác diệu tâm là cái tất cả chúng sanh vốn có. Phẩm 5. Dược thảo dụ. Phần kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Ca Diếp và các đại đệ tử: tốt lắm Ca Diếp, ông khéo nói được công đức chân thật của Như Lai. Đúng như lời các ông, Như Lai còn có vô lượng vô số công đức khác, dù các ông có nói suốt ức kiếp đi nữa cũng không hết được. Ca Diếp nên biết, Như Lai là vua của các pháp, nói ra lời gì đều không sai không dối. Đối với tất cả pháp, Phật dùng sức trí tuệ và phương tiện mà diễn nói. Pháp Phật nói phát xuất từ nhất thiết chủng trí. Như Lai biết chỗ quy thú của tất cả pháp, rõ biết tâm hành của chúng sanh và thường đem trí tuệ mà chỉ bày cho. Ca Diếp, ví như trong cõi tam thiên đại thiên, đất đai sông núi sanh ra cây cối lùm rừng và các thứ cỏ thuốc chủng loại, tên gọi, màu sắc đều khác. Một vần mây đen bủa giăng trùm khắp và mưa xuống khắp nơi nhuần thấm. Cây cối lùm rừng, các thứ cỏ thuốc, cây lớn, cây vừa, cây nhỏ, thứ nên thuốc, thứ không nên thuốc, tùy hạng thượng, trung hạ mà hấp thụ nước khác nhau. Một vần mây tuôn mưa, tùy giống loại mà sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dù một cõi đất xanh, một trận mưa thấm, mà cây cỏ đều sai khác. Ca Diếp nên biết, Như Lai hiện ra đời, ví như vần mây lớn nổi lên ấy. Giữa trời người Atula, trong 3000 thế giới, Phật Đường Hoàng tuyên bố: ta là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa có niết bàn thì làm cho chứng. Đời này và đời sau, Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Hàng trời người Atula đều nên đến để nghe và học pháp. Bấy giờ có vô số chúng sanh đến với Phật để nghe pháp. Như Lai xét căn tánh thông minh hay ám độn, tinh tấn hay giải đãi, tùy cơ, vừa sức mà nói pháp, khiến các chủng loại đều được sự lợi lành, hiện đời được an ổn, lần lần tiến lên đường đạo, đời sau được sanh vào quốc độ thánh thiện an vui. Như Lai thuyết pháp chỉ có một tướng, một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng viễn ly, tướng niết bàn tịch diệt, quy về tướng không, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Vì Như Lai biết chủng tánh, thể tướng của chúng sanh nhớ gì, nghĩ gì, tu gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, Như Lai đều thấy biết đúng sự thật. Còn cây cối lùm rừng, cỏ thuốc không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Phật biết như vậy, rồi xem xét tâm ưa muốn của từng đối tượng mà dắt dẫn, cho nên không dạy liền cho chúng sanh về nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, sự nhận thức của các ông hy hữu. Các ông đã biết rõ Như Lai tùy cơ nghi mà nói pháp khó tin khó hiểu, mà nay các ông đã tin tốt và tiếp nhận tốt. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Ca Diếp, ông nên biết, ta dùng các nhân duyên và nói nhiều thí dụ để chỉ bày đạo Phật, đó là phương tiện của ta, các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói việc chân thật này, quả chứng của thanh văn chưa phải thật diệt độ, đạo sở hành của các ông
phải là Bồ Tát đạo. Học tu tiến lên dần, tất cả sẽ thành Phật. Thâm nghĩa. Dược thảo dụ là lấy các loại cây cối và thảo mộc có tánh chất nên thuốc, ví cho ba hạng người có căn tánh bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngoài ra còn loại cây lùm rừng, những thứ không nên thuốc gì hết cũng được đề cập chung với dược thảo này, để nói sự có mặt, sự hưởng thụ nước của một trận mưa bình đẳng, của một số giống loại cây cỏ, nhưng là cỏ cây vô dụng. Đó là thứ cỏ cây sanh trưởng thuộc vùng đất bạc địa phàm phu. Phật thuyết pháp bình đẳng, thật lý mà nói, chỉ có một Phật thừa. Trong những kinh điển thường được xem là tiểu thừa, vẫn có cái mầm đại thừa, có tư tưởng tối thượng thừa trong đó. Tùy trí tuệ nhận thức của từng căn tánh, từng đối tượng mà thấy có hoặc không. Giống như cùng nhìn một bầu trời cảnh vật ngày xuân, thấy quang cảnh đẹp hồng hay ảm đạm âm u là tùy cặp kính hồng hay đen mà mình đang mang trên mắt. Để chứng minh cụ thể, ta cùng đọc một đoạn kinh A Hàm thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa. Này các tỳ kheo, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên cây đuốc trí tuệ của mình, đừng ỷ lại nương theo ai khác. Tự mình quy y với mình, quy y với tự tánh mình, đừng hướng ngoài, quy y với ai khác. Thế mà hàng Thanh Văn Duyên Giác từ lâu đối với đại thừa diệu pháp không hiểu biết chút nào, tự xem như mình không được dự phần. Rõ ràng do sự hấp thụ của từng loại cây cối, chủng loại cỏ thuốc mà giá trị trưởng dưỡng khác nhau. Còn nước mưa từ một vần mây tuôn xuống thì chỉ có một tánh đượm nhuần. Tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng, là tướng giác ngộ và giải thoát. Học giáo lý, phẩm dược thảo dụ. Người chủng tánh đại thừa cảm nhận sâu sắc nỗi khó khăn của Đức Phật trên bước đường hóa độ chúng sanh, và hiểu rõ lý do vì sao thời gian trước chính Phật đã từng giảng dạy có ba thừa, mà nay thì Như Lai lúc nào cũng dường như sẵn sàng quở trách. Phẩm 6. Thọ ký. Phần kinh văn. Bấy giờ Thế Tôn bảo đại chúng, Maha Ca Diếp ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức Phật. Hết băng 1, xin nghe tiếp băng 2.